Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu phíp nha. Như hôm qua đã hứa là em Phương sẽ xả vô cần phíp cho mọi người từ 50.000 nha. Thì em Phương hôm nay soạn ra những cái cây đẹp nhất để xả với giá là 60-80. Thì ngày mai em Phương sẽ xả những cái cây đồng giá 50.000 nha. Nên mọi người thông cảm giúp em ha. Em Phương quay hơi vội nên có gì thì mọi người cũng thông cảm cho em. Rồi cây mã số 1 là một cây cần phíp, gọi là cây cắn vật phíp với mọi người. Cây này mắc in China nha, ren của nó là 11, lóng trong thì còn khá là ok, lóng ngoài thì có xước xác nha mọi người. Thì cái này là dài 3m3, ren của nó 11 giúp em, ren 11. Cây này giá 100.000 mã số 1, giá 100.000 mã số 1. Tiếp theo cây mã số 2 thì em Phương có một cây ba khúc nè, nó bị mất cái chui đít hết rồi nè. Cây này là phíp đỏ nha cả nhà. Rồi cây này mã số 2 giá 50.000 thôi, cây mã số 2 giá 50.000 nha cả nhà. 50 thì cái cây này là tại vì mất khoen nè, nó bị mất một cái khoen ở đây, hai cái khoen ở đây đó, mất hai cái khoen, còn lại đầu bu là còn nha, đầu bu là còn, mấy cái khoen này còn, nó bị chóc cái lớp băng keo ra nè. Rồi cây này giá 50 nha mọi người, giá 50 giúp em nha. Cây này dài 3m3 nha cả nhà. Cây này dài 3m3 giúp em nha, 3m3 mã số 2. Tiếp theo cây mã số 3 là một cây 4 khúc 4m2 nha cả nhà. Đó, phíp, cây phíp. Đó, cây này thì bị mất một cái khoen cái chỗ này nha, bị mất một cái khoen cái thôi, còn đầu bu đồ còn bình thường hết. Cây này là cây 4m2, cây 4m2, ngoại hình thì còn khá là ok, ngoại hình còn khá là ok. Rồi, cây này lên giúp em cây mã số 3 là 60.000 nha cả nhà. Cây mã số 3 60.000. Tiếp theo cây mã số 4 nè. Đó, một cây ba khúc nè, khoen đồ còn y nguyên nha, ngoại hình thì cũng còn gọi là ok ha. Về mọi người lau chùi giúp em mấy cái chỗ này nó dơ bẩn nè. Rồi khoen rồi còn y nguyên. Rồi cây này 2m7, nặng 260g, đọt 2,6. Cây này giá 80.000 nha cả nhà. Cây này giá 80.000 mã số 3. Mã số 3 80.000. Tiếp theo cây mã số 4, một cây phíp đỏ nè. Một cây phíp đỏ NFT 2m7. 2m7 nha cả nhà. Cây này giá 100.000 nha. Giá 100.000. Khoen rồi còn y nguyên hết. Đó, bát hãng, độ cứng 20 nè cả nhà, độ cứng 15-20 nha. Cái này độ cứng 15-20, mã số 5. Mã số 5 giúp em, mã số 5 giá 100.000. Tiếp theo cái mã số 6, một cây cần máy bát hãng, khoen nè, khoen còn y nguyên nha, khoen thường thôi cả nhà, khoen thường còn y nguyên. Cái đầu bu này là lai nè. Rồi cây Sabiki này 2m7, đọt là 2,2. Rồi đọt là 2,2. Cây này lên giúp em giá 60.000 mã số 6. 60.000 mã số 6 nha. Rồi trong nè, đẹp nha cả nhà. Rồi tiếp theo cây mã số 7. Cây mã số 7 là một cây Sanwa. Cái Sanwa này nặng 300g, đọt 2 ly, giá 80.000 nha mọi người. Cái này về hạ tay giúp em. Cái này về hạ tay nha. Cái này dài 4m rưỡi. Cây này 4m rưỡi á cả nhà. Bây giờ khoen hư hết rồi, mọi người về mọi người hạ tay giúp em nha. Rồi cái này giá 80.000 thôi. Đó. Cây mã số 7. Cây mã số 7 giá 80.000. Tiếp theo cây mã số 8 thì cây này là 3m9, cây súp 3m9, cây ISO khoen bự 3m9 nha. Cây này nặng 340g, đọt 3,6. Thì cây này mất đầu bu, mất đầu bu, còn lại mấy cái khoen khác thì mọi người câu được nha, lóng trong ok nha, nói chung là có xước xác. Rồi cây này 80.000 mã số 8. 80.000 mã số 8. Tiếp theo cây mã số 9 này, một cây 4m2, ISO khoen bự, độ cứng 30, 4m2. Rồi nặng 480g, đọt là 2,9 nha cả nhà. Cái mã số 9 nè, y nguyên khoen rồi còn y nguyên, mọi người về câu máy được nha. Lóng trong ổn nha cả nhà, đẹp nha. Đó. Rồi cái này 100.000 mã số 9. 100.000 mã số 9. Tiếp theo cái mã số 10 lên giúp em là một cây 3m6. Cây này thì mấy cái khoen bị hư rồi, chỉ còn mấy cái thôi. Rồi. Đó, trong lóng này thì có trai xước nè. Giờ cây này 80.000, cây này nặng 340g, đọt 2,6. Thì cây này 80.000, mọi người về hạ tay giúp em nha. Và em đi đơn từ hai cây nha cả nhà. Rồi tiếp theo em Phương lên cây mã số 11. Cây mã số 11, cây này mất đít nè cả nhà. Cây này mất đít nha, cây này dài 4m rưỡi, mất đít. Rồi về hạ tay nha. Hạ tay giúp em cây này giá 50.000 thôi. Cây này giá 50.000, về hạ tay giúp em nha cả nhà. 4m rưỡi, cây mã số 11. Em ship từ hai cây nha. Tiếp theo cây mã số 12. Đó, một cây 2m4 nè, nặng 180g, đọt là 2,3. Cây này khoen đồ đầy đủ, câu máy được. Còn đẹp nha mọi người, cây này giá 80.000. Giá 80.000, đó, ngoại hình nó như thế này. Tiếp theo cây mã số 13. Một cây cán mút xốp nè, bát thường,
khoen thường thôi. Mấy cái này khoen thường thôi nha mọi người, còn mới nha. Cái mã số 13 này nặng 195g, đọt là 2,1 giá 80 ngàn luôn nha. Cái này dài 2m7 nha cả nhà. 2m7. Rồi, tiếp theo em Phương lên cây tiếp theo nè. Cây này 3m6 này, cây mã 14 giá 80 ngàn nha, khoen đồ. Cái này nó hơi bị rỉ sét nhưng mà mọi người yên tâm là cái trong nó không bị xước nha. À, cái chỗ này nó cái vòng cao su này mọi người về chấm keo giúp em nha. Rồi cây này 80 ngàn giúp em, mã số 14. Tiếp theo cây mã số 15. Cây mã số 15. Cái cán này nó ra màu rồi cả nhà. Y. Cây mã số 15 này tính mọi người 70 ngàn thôi, cây 2m7. Còn câu máy được nha, nó đang màu. Cái này mọi người về lau chùi đi là nó sẽ sạch nha. Nó dơ bẩn á, nó bẩn á. Nè. Thôi cây này để cho mọi người 50 ngàn đi, cán ra màu quá. Cây mã số 15 nha. Tiếp theo cây mã số 16, em Phương có một cây 1m8.